Tạm biệt Trà Vinh, chúng em chia tay về Sài Gòn đây. Xe của chúng em là loại xe sung sướng nhất. Ghê chưa? Xe của chúng em được tài xế nữ chở. Đẩy lên là da, đẩy xuống là da, đẩy xuống. Đẩy lên là da, nào da đẩy. Để anh chạy xuống, anh kêu người ta né hết ra. Từ từ nha, đừng có móp em đập. Anh gãy dù người ta bắt đời đó. Cục đá đó. Nhớ gì em mà đẹp thắng mạnh quá, sơn sẽ bay á. Sơn sẽ bay. Trên trên lấy một lần của trái chút xíu. Okay.